thực hành, thiết thực, cụ thể, giúp khắc phục tập luyện. Phương pháp tập gym đúng chuẩn, Duy Nguyễn THOL. Xin chào các bạn đến với chương trình Vlog thực hành ngày hôm nay của Duy. Duy tiếp tục qua chủ đề là phân tích cái việc cắt cơ tay sau cho hiệu quả. Video trước thì Duy đã truyền tải đến các bạn kỹ thuật cắt cơ tay sau, những cái đúng và những cái sai, những cái tránh và những cái nên tập để chúng ta có một cơ tay sau đẹp, tốt bằng cái kỹ thuật là tricep rock. Thì bây giờ cái tricep rock đó bạn phải đến phòng gym mà mới tập được. Còn bây giờ Duy sẽ chia sẻ đến các bạn một kỹ thuật rất đơn giản hơn, đó là với dumbbell. Với dumbbell các bạn có thể tập là vừa to này, vừa cắt nè, trong cùng một bài tập luôn. Với những thiết bị đơn giản này thì các bạn hoàn toàn có thể tập tại nhà, không cần phải đến phòng gym. Và bây giờ mà các bạn theo dõi đó là kỹ thuật tricep dumbbell kickback. Và bây giờ Duy sẽ tập với kiểu truyền thống, quỳ một chân trên ghế chống. Đây là cách tập để to cơ. Khi mà tập để to thì các bạn nên tập như vậy. Duy tập trước thì phân tích sau nha. Bây giờ cái tay là nó không thẳng nha. Số rep thì 8 cái thôi. Tập tạ tương đối nặng. Khi mà tập nặng như vậy thì nó sẽ to cơ. Và bây giờ mình tiến hành đổi bên, không nghỉ. Đó, thì bạn thấy gì qua cái tập này? Đó là cái động tác là phải free play. Và nhìn này nha, cái bụi chỏ gì đâu đúng chỗ đâu, mà nó đi từ vị trí này lên đây. Đó, thấy không? Điều đó cực kỳ là quan trọng. Tập với tạ nặng mà ở cái động tác này nó hay ở chỗ á, nó tập trung, nó phát triển cái cơ càng trong nha các bạn. Cơ tay sau các bạn sẽ có những cái càng ngoài càng trong, thì cái cơ này tập trung và phát triển phía trong này. Đó, phía trong đây nhiều hơn. Thì bạn nào bị càng trong méo á, cần phải tập cái bài rất là nhiều. Theo cá nhân của Duy đánh giá đó, thì cái bài tập tricep dumbbell kickback là một cái bài tập cơ tay sau mà tốt nhất. Với cái tạ dumbbell này, cái tạ dumbbell bạn sẽ có những cách tập khác nhau, nhưng ở cách tập này nó sẽ cho bạn tác động đến cái cơ tay sau nó nhiều nhất, nó ăn vô cơ tay sau trực diện nhất, những nhóm cơ liên quan ít hơn. Bài tập này nó thích hợp cho cả nam và cả nữ. Thì cách tập vừa rồi là cách tập to cơ tay sau, còn bây giờ để cắt cơ tay sau thì cách tập chúng ta nó phải khác chút. Thứ nhất, đổi tạ. Tạ cho nó phải nhẹ nhàng lại nha. Tạ kiểu này cắt sao nổi. Tạ có để ai cắt thôi chứ Duy cắt cũng nổi đó các bạn. Rồi, bây giờ đối với tạ này á, tạ nhẹ thì chúng ta tập nhẹ nhiều hơn, tập nhẹ hơn, chúng ta vung cái tay ra sao phá cốt luôn nha các bạn. Phát để cho nó căng nhất, để cho nó căng nhất cái cơ tay sau chỗ này. Và chúng ta cắt trên số rep trên 12 để tác động tới cái vùng mỡ của cơ tay sau, để cho nó tan mỡ đi. Đó, để cho nó săn chắc lại cái cơ tam đầu tay sau, kết hợp với chế độ ăn kiêng và bộ ba thành tánh nha. Nhìn này nha, thẳng nghe không, hí, bung thẳng trời luôn, bắn sát luôn, thẳng trời luôn nha. Tập còn phải có lửa, nó cũng vẫn replay của chỏ nhưng mà thẳng lên trời luôn. Ba càng nó vô càng trong chừng 70% rồi đó. Không, đừng ngại ngùng, lên trời luôn. Hơi lố các bạn, hơi lố. Là hồi nãy là Duy á, mặc dù lên trời nhưng mà là dùng quán tính, tức là dùng cái sự chuyển động của tạ của mình. Hơi lố nha, không có lố như Duy nha các bạn. Giờ không lố nè, làm lại gì thôi nè. Đó, đứng dậy, đúng rồi.
Đó. Vậy mới được nghe. Không có bún đùng đùng như hồi nãy nghe. Mấy cái mệt quá trời. Không có stand perform khỏi làm luôn. Đó là cách tập truyền thống. Đúng không? Tất nhiên chúng ta trong những hoàn cảnh khác nhau, chúng ta phải áp dụng bài tập này cho nó nhanh, cho nó lẹ, chứ không phải lúc nào cũng xách ghế ra giờ chơi trên con bao rắc luôn. Xin lỗi các bạn lú đùm bèo rắc. Ví dụ như bây giờ phòng gym các bạn không có ghế đi, các bạn có cái đùm bèo rắc này thì chúng ta bút trong này luôn, chứ đi làm gì nữa khiêng ra khiêng vô cho nó nặng như vậy nó tốn thời gian nữa, đúng không? Thì chúng ta cứ chơi trong này thôi, đàn ông mà mình đẹp là mình phải tự tin mấy bạn. Đó. Đúng không? Đứng. Đứng thật đẹp, đứng. Rồi, ok. Đứng không? Nó đẹp chưa? Nhìn đồng kiếm mà sói ca nha. Rồi giúp. Nó giả bộ 4-5 cái thôi đổi bên. Đó. Không có tập tập thiệt nha. Cái này là tại Duy đang làm clip gì làm cho nó ngắn á. Chứ tập là phải tập 12-15 nha. Chứ không phải coi cái clip này tháng Duy bữa có 4 cái vô, cái bữa 4 cái đó anh Duy sao tay em nó uống không mà nó xăng. Ô luôn á. Tập mà ví dụ như bạn có uống bộ ba thành tấm mà bạn tập không đúng kỹ thuật á thì cái hiệu quả nó cũng có cao đâu. Nó được chừng 7-8 điểm mà. Mà đã mình là 7-8 điểm rồi khá rồi, giờ ráng loại giỏi xuất sắc 9.5-10 luôn nha. Được. Quần THL với quần bơi nha bạn, đừng comment quần bơi nữa nha. Quần thể thao, thể hình online, dùng để tập gym. Nhắc tới quần phải nhớ, tập nhiều chuyện. Không, chân đẹp, đùi đẹp, da trắng, đồ gối cũng có thể không? Chân ít lông, mặc cái quần này có gì sai? Đúng không? Không có gì sai hết á. Các bạn mà chê quần của Duy á, là các bạn rất là tầm bậy nha. Rất là gato. Mà cái tính đó là không hề tốt. Không hề tốt đâu. Đúng không? Mình phải tìm kiếm cái sự khác biệt, mình phải tìm được cái gì đó độc đáo nó mới mang lại thương hiệu Farm THL. Đó. Bả đầu ta. Đây. Nãy quên chị. Một tay chấm lên tạ tinh tinh giá nha, không có chấm lên cái này nha. Chấm cái này nó trật một cái ăn cho đủ cả răng luôn á. Một tay chấm lên giá, cái tay đó là quan trọng, chống lực vô. Chân trụ vững. Chân trụ vững, uy nghi đầy sức mạnh. Bế phòng em trong khí trời se lạnh. Ấm hơi hồng khi buổi tập cô đơn. Nè, kéo nha. Nè, không phải là bữa nha bạn, kéo. Giữ lên. Cái giữ nó mới đấu mà. Quá lớp đậy đi. Bảo đảm tập chừng 3-4 set về quăng cái tay luôn. Bữa sau nó biết cho mặt thấy. Bữa sau là bằng dơ lên vậy thôi. Nó bao nhất. Đi massage đó. Mà em út nặng nặng như thôi là ốm lắm bạn. Giờ nặng nặng ra không? Đau đỏ lắm. Tập đúng mà. Còn tập góp vẫn đau chứ tập tầm 7 rồi. Tiện đây mới nói. Có những bạn rất là thông minh. Học 1 biết 10. Nói thôi giờ cắt xuống không anh. Em bữa luôn lần 2 cục cho nó lẻ anh. Các bạn chơi nè, em dân trần cao rồi, em không còn chống vô đâu. Nói chung về lý thuyết thì bạn cũng sai hết. Tiết kiệm luôn, tập hai tay nhanh hơn một tay. Nhưng mà nó không có đúng ở trong cái hoàn cảnh này các bạn. Đó là khi các bạn tập một hai tay như vậy á, cái sự tập trung cho tay này nó không cao. Bạn đầu tư cho tay này nó không tốt. Ở đụng mèo nó có cái diệu kỳ vậy đó. Bởi vì nó có cái bài này. Đúng không? Attracting. Đúng không? Đừng bèo con. Và đó là tricep kickback. Là tricep kickback một tay. Chứ không phải là tricep kickback mà hai tay. Thì với một tụng tả đụng mèo thôi. Các bạn hỏi Duy Nguyễn ơi ở nhà đó, em tập tay sao? Thì đó, em chỉ mọi người đó. Ở nhà mà tập tay là hai bài thôi là đủ á. Mua cục bự cục nhỏ. Tập cục bự trước để cho nó bự cơ. 4 set bự. Xong rồi tập cục nhỏ. Được không? Được sống được.
Hoặc là bạn có thể thêm những bài như vậy. Chỉ rồi, trong video kia chỉ rồi. Đó, tại sao? Đó, còn nếu mà tạ nặng quá thì chơi vậy. Đó là những bài tại sao rất là đơn giản tập ở nhà. Thì cái giải pháp này là gì? Vô phòng gym á. Vô phòng gym em, vô THL á, đóng tuần 3 ngày. Tập gì? Vú, đùi, lưng. Ba bài này tập phòng gym hiệu quả hơn. Còn mấy thằng cóc ổi mấy gym vai với tay đúng không? Với bụng đúng không? Hòm gym về nhà tập. Tại sao Duy nói như vậy? Tại vì Duy đang hướng tới một đối tượng á. Là tập gym là gì? Nhân viên văn phòng và học sinh sinh viên. Học sinh sinh viên và nhân viên văn phòng, cái quỹ thời gian họ cố định. Quỹ thời gian họ dành cho công việc rất là nhiều. Thì cái quỹ thời gian dành cho tập luyện nó ít lại. Thì chúng ta phải biết cái cách tập. Đó thì Duy thông qua cái video này chia sẻ những gì mình biết. Và chia sẻ những cái gì mà Duy cảm thấy nó phù hợp với những đối tượng mà khách hàng mình hướng đến. Đó là gì? Nhân viên văn phòng, nội trợ, rồi ai nữa? Sinh viên, doanh nhân các kiểu. Còn các bạn khác ăn rồi tập không á, thì các bạn muốn tập gì nào tập, các bạn muốn tập ở phòng gym thôi, tí về nhà tập chi nữa. Các bạn đã rảnh mà, thì các bạn tới phòng gym thôi tập. Còn các bạn nào bận á, thì có thể tham khảo một số cái cách mà Duy Nguyễn tư vấn nãy giờ. Thì chương trình video ngày hôm nay xin được khép lại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe kênh nhé. Hãy like nhé. Hãy chia sẻ cho gia đình cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn. Đi bên em nhưng bên ta vô hồn khuya sáng. Ôi đêm bèo khi mong công tay nắm thân trang. Điều nhạc ngất ngây đôi ta phua quá tình yêu. Trên miêu cardio không em, đôi ta chung tay cùng phân đấu hôm nay. Đời gì mơ ban linh chẳng nề hà ngày khó.